chưa Vi? Hả, con cho em ăn sáng cho mẹ chưa? Ủa, Mon cũng lại kìa. Ôi dồi ôi, hai chị em thôi là chạy ra đây hết rồi. Ăn sáng chưa? Hả? Ôi sao cái bụng tóp rọt thế này con? Hai chị em chưa ăn sáng à? Thôi thì được rồi, đi vô mẹ cho ăn sáng nha. Nha, đi vô mẹ, mẹ chuẩn bị sẵn rồi mà không chịu ăn hai cái đứa này. Lại đợi mẹ đúng không? Đi nào, đi nào. Chú sáp luộc này, có chung chung này. Ngồi ngồi yên này. Giờ mẹ sẽ lấy cho hai chị em ăn nha. Ngoan ơi, từ từ nè con. Ngoan nào, ngoan phải từ từ nha. Ngoan ơi, yên nào để mẹ lấy cho nè. Mẹ chuối này, chú sáp luộc ngon lắm nè. Đi đợi mẹ xíu mẹ lấy cho Mon nha. Nè, Mon cầm ăn đi con. Con cũng muốn hả? Thế mà hôm nãy mẹ bảo ăn thì không chịu ăn, cứ phải đợi mẹ cơ. Nào, cho con. Chú này luộc ngon lắm. Mẹ thích ăn chú này, bà nội cũng thích lắm. Ngọt lắm. Ăn được cho con nào. Mm-hmm.